thấy con nhỏ có gì đặc biệt đâu. Lộ lộ ra gì mà không thấy. Mà nếu nó nằm lộ lộ ngay trước mắt thế này mà mình không đụng tới thì đó mới gọi là cai bạn ạ. Làm chuyện lén lúc ai lại đi cửa chính bao giờ. Mày!